Hello anh em, ở cái video trước thì mình đã hướng dẫn cho anh em viết đầy đủ đồ chơi rồi đó. Mình đã có smart contract rồi, mình đã có metadata rồi. Nhưng mà trước khi deploy thì mình phải config cái project của mình lại một tí. Tại vì khi mà deploy thì nó có nhiều cái nó critical lắm. Cái điều đầu tiên á mà mình cần làm đó là mình cần một cái nơi để lưu những cái thông tin bí mật của mình. Ví dụ như là private key hay là các cái URL hay là các cái account owner gì đó thì mình cần phải lưu nó vào một cái file riêng chứ mình không có lưu ở trong cái file project. Thì rất là may mắn là cái Node.js á, nó có một cái module để mình làm cái chuyện này, mình không phải lo lắng về các cái logic làm sao để mình giấu cái thông tin nhạy cảm nữa. Đó là cái gói mà .env. Thì đầu tiên là mình sẽ chạy cái lệnh này, npm install .env. Đó, nó sẽ cài cái gói này lên. Rồi. Thì như vậy là mình đã có được cái gói .env. Bây giờ á mình sẽ tạo một cái file là new file, mình đặt tên là .env. Đó, thì đây là cái file mà mình sẽ lưu tất cả cái thông tin bí mật của mình ở trong này. Rồi, bây giờ mình qua cái file hathead.config để mình xem mình sẽ cấu hình cái project hathead của mình. Ok, cấu hình. Thì ở đây á mình sẽ hướng dẫn cho anh em deploy cái smart contract và các cái NFT này lên trên cái mạng Mumbai Network. Mumbai là một cái mạng test của cái mạng Polygon Matic. Nó là một cái layer 2 solution của blockchain á, thì cái mạng Matic nó rất là nhanh và cái phí của nó rất là rẻ. Và cái mạng Mumbai là cái mạng test của nó thì giống hầu như giống 100% với lại cái mạng thật. Do đó nếu mà anh em làm được trên Mumbai thì chắc chắn là sẽ làm được trên các cái mạng khác thôi, không có gì phức tạp cả. Ok, ở đây mình ở trong cái file config này á, trong module export đầu tiên mình kiểm tra cái version Solidity. Thì version ở đây 8.2, đây 8.2. Đây 8.2. Ok, đúng hết rồi ha. Rồi. Mình sẽ cấu hình một cái network. Thì ở đây mình sẽ cấu hình thêm một cái thông số ở trong cái file JSON này, đó là network. Networks chấm. Rồi. Ở trong này mình sẽ có một cái đối tượng nữa, đó là Mumbai. Mumbai 2 chấm. Rồi. Cấu hình này thì nó đơn giản thôi. Đầu tiên là mình cần cái URL tới cái network đó, thì mình sẽ gọi trong cái process.env. Mình sẽ đặt tên cho nó là Mumbai URL. Ok, rồi, mình sẽ cần một cái nữa. Đó là cái account, và cái account này mình sẽ truyền vào cái private key của mình á, tại vì khi mà mình deploy á mình sẽ cần trả một cái khoản phí gas và mình sẽ dùng cái account này để mình trả cho cái phí gas đó. Thì mình sẽ nghĩa thêm một cái thông số nữa, đó là account. Trong này mình sẽ gọi process .env .private key. Rồi, ok. Thì mình sẽ lấy cái này và cái này ở trong cái file env này. Và cái file env này khi mà mình chạy thì nó chạy ở, là một cái process ở dưới cái máy local của mình, chứ nó sẽ không có đẩy lên trên server, do đó nó sẽ bảo mật được. À quên, ở trên này mình cài là mình phải require nữa, require. Require .env .config. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ qua đây mình cấu hình cái env. Thì đầu tiên env đầu tiên bên này mình sẽ copy nó qua đi. Config Mumbai URL. Thêm một cái gì nữa đây, private key bằng. Rồi, private key lấy ở đâu? Mình sẽ lấy cái thằng này của mình đi. Private key view account export private key.
Password. Đây, thì đây là cái private key của mình. Mình sẽ copy nó. Cho anh em xem thoải mái luôn ha. Cái bài này mình đã đóng học phí mười mấy triệu rồi. Do đó bây giờ mình rất là tự tin mình xài. Đây, private key đây, vô. Rồi, một cái nữa là Mumbai URL thì sẵn lấy cái Mumbai URL đó, mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách mà connect cái MetaMask này vô trong cái mạng Mumbai. Thì đây, mình cũng đâu có biết đâu, cũng phải lên Google search thôi. Mumbai connect MetaMask. Hướng dẫn testnet à, có tiếng Việt này. Mumbai Polygon trên MetaMask, cái quan trọng nhất là mình sẽ kiếm cái URL của nó. URL đây, URL network Mumbai testnet URL này, chain ID 80.000. Rồi, à, mình sẽ connect nó vào đây. Connect goalie dismiss at network đây. Network name Mumbai. Mumbai testnet RPC dán nó vào. Chain ID. Chain ID nó bao nhiêu nhỉ? 8.000 1 80001. Optional, ủa sao không cho lưu nhỉ? Invalid tại vì cái này có dấu cách. Rồi. Lưu. Could not fetch chain ID RBC connect. Cái này không có dấu gạch này. Sao không cho lưu? Có đúng vậy. Mumbai testnet block explorer. Bla 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 RPC 8001 lô không lấy được RPC xóa nó luôn đi 5. Cái này nó có bị sai không vậy? Mumbai Explorer. Mumbai, what is network MetaMask? Binance Smart Chain, Polygon Matic, Polygon Testnet. Đây. .com.today. Ồ, vậy là cái trang này nó không phải rồi anh em ơi, cái trang này là nó cùi bắp rồi, nó phải là cái RPC này mới đúng. Rồi. 80.001. Ok, được không? Đấy, vào rồi. Thì tại vì cái MetaMask mặc định nó là ít ha, nhưng mà thật ra nếu mà mình connect vô trong cái mạng Mumbai á thì cái đơn vị này nó sẽ là Matic chứ không phải là ít đâu. Rồi, như vậy là mình đã connect vào được cái mạng Mumbai, copy cái này vô luôn. Copy cái này, copy nó đi, copy vào trong cái project của mình. Mumbai URL là sẽ là cái này. Đó. Rồi, đẹp gái. Mumbai URL private key có rồi. Ok, bây giờ một cái nữa mình cần phải làm đó là mình phải lấy cái Matic, tại vì khi mà deploy smart contract á, mình sẽ cần một cái khoản phí để trả phí gas mà trên cái mạng testnet của Mumbai á, nó sẽ có cái phần mà nó cho không á, để cho developer người ta làm á, thì để mà lấy Matic miễn phí ở trên mạng testnet thì mình gõ vào faucet
Faucet Mumbai, Faucet Mumbai, Faucet Matic, Mennet, Polygon Matic, Get Free Letter. Ở trên Mennet. Polygon, thôi Mumbai đi, hình như trên Mennet nó cũng có Faucet luôn à. Faucet Mumbai Matic. Đây. Polygon Faucet. Rồi, đây thì mình muốn lấy nó có mạng Goali và có mạng DA Testnet nữa, nhưng mà mình muốn lấy nó Mumbai thì mình chọn Mumbai ở đây. Matic thì mình chọn đồng Matic, còn muốn lấy thì mình sẽ chọn cái address của mình ở đây. Copy đây. Paste nó vào. Cho phép. 0x rồi. A52 check nữa nha. Cái địa chỉ thì tạo thói quen lúc nào cũng check A52 AF4F A52 AF4F rồi đúng rồi, submit. Rồi token matic amount 1 token transfer to cái này confirm. Rồi, chờ 1 tới 2 phút thì mình sẽ có được cái mình sẽ có được 1 đồng matic. Có chưa? Vẫn chưa có. Chờ thôi. Rồi, xong. Tới rồi ha, mình đã có một ít. Rồi, vậy là mình đã config cái project hashtag của mình. Xong, kết nối tới mạng Mumbai. Và mình cũng đã lấy faucet, smart contract cũng có rồi, meta cũng data cũng có rồi, đây là đủ đồ chơi hết rồi đó. Mà cái video này kết thúc ở đây thôi. Ở trong cái video sau thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em viết cái deployment script để mình deploy cái NFT của mình lên trên cái OpenSea, ở trên cái mạng Mumbai Testnet.